tôi, biết còn sống được ngày nào thì biết sự ngày đó. Sinh thì có hạn mà chết thường bất thường lắm, không biết ngày nào. Thì xin tiếp tục cầu nguyện cho chúng bố, rồi xin chân thành cảm ơn hết tất cả mọi người cầu nguyện cho bố với. Rồi bố ước mong một cái điều này nói lên là hôm mẹ mất á, thì con khiêng mẹ, mấy đứa con thân hạnh khiêng mẹ. Còn ông nội, sau ông nội chết á, thì ông nội muốn là mấy đứa cháu đi khiêng ông. Gia đình nội nữa là khiêng ông. Mà ông chết rồi ai khiêng ông, họ biết. Nhưng mà ông ước đứa con cháu khiêng. Thôi, bây giờ thì là bác năm nay là 80, mà thấy cái sức của bác là thấy từ 90% có đó. Còn riêng chú thì chú lại ước làm sao được 80 thôi, đến sung sướng lắm mấy một kệ. Vì cái ngày giờ của chú là đã có hạn rồi, hắn đã ấn định rồi. Vì thành ra ước đến 80 như bác là sung sướng hết sức, mà 10 cùng sướng lắm thôi. Còn bác thì là thấy 90 là thấy chắc rồi. Nhìn cái cha thì đó là... Nhưng mà tiếc một cái á, đáng lẽ là bác giờ này hôm nay lễ là phải có các anh gọi bằng thím với lại có thêm ba cháu nữa đấy. Mà chỗ này chỉ có mình bác này ra, chú Tách là chú Tách là anh Thứ này, anh Thơ này, cho Thức này, không khuyên bố gì cả, mà để cho bố giờ này phải lẹ loi lên lễ hôm nay là lẹ loi con mình. Chứ đáng lẽ là hôm nay là các anh các chị phải gọi là chào mừng với lại thêm ba cháu nữa nè. Nói vỗ tay. Chúa ở cùng chúng ta.